Chào thầy và các bạn, em tên là Võ Lê Công Hậu, mã số sinh viên là 161411147. Thì hôm nay em sẽ trình bày bài tập số 6, môn lý thuyết vi xử lý, đó là sử dụng phương pháp quét đối với led 7 đoạn để hiển thị chữ hello chạy từ phải sang trái, sau đó chớp tắt 3 lần ở giữa, sau đó là đếm giây. Thì sau đây em sẽ trình bày. Thì đây là sơ đồ mô phỏng phần cứng. Ở đây thì chúng ta sử dụng bọt C để mà kết nối đường dữ liệu đối với 8 cái led 7 đoạn này. Và bọt D là để điều khiển quét, điều khiển các chân anode của led 7 đoạn này để thực hiện quét. Thì bây giờ mình sẽ vào phần chương trình. Thì chương trình đầu tiên là mình khai báo thư viện, khai báo nguồn dao động. Nguồn dao động là nguồn dao động ngoại với tần số là 20 MHz. Tiếp đến là mình sẽ khai báo một cái mảng chứa mã 7 đoạn. Sau đó là cái mảng chứa chữ hello. Trong cái mảng này thì có 7 phần tử đầu tiên là không hiển thị gì hết. 5 phần tử tiếp theo là mã của chữ hello. Đây là mã của chữ H, chữ E, hai chữ L và chữ O. Và 8 phần tử cuối là không hiện gì cả. Tiếp đến là khai báo một cái mảng chứa mã vị trí. Thì ứng với từng cái mã này thì vị trí của con led tương ứng nó sẽ sáng và các con led còn lại nó tắt. Thì ở đây là mình sẽ viết ba cái chương trình con để mà led 7 đoạn có thể hiển thị theo ba chế độ. Ở đây là đầu tiên là chương trình con dịch chữ hello từ phải sang trái. Thì ở đây mình sẽ cho vòng lặp 13 lần. Thì 13 lần này tức là lần đầu tiên xuất hiện chữ H ở tận cùng bên phải thì nó sẽ dịch lần cho tới khi mà 8 con led tắt hết, tức là tổng cộng có 13 lần. Thì vòng lặp này là để tăng số lần quét, mình có thể hiển thị, mình có thể quan sát dễ hơn. Tiếp đến là mình sẽ cho một cái vòng lặp biến K chạy 8 lần. 8 lần thì ứng với từng cái lần vị, từng cái giá trị của K thì mình sẽ xuất cái mã vị trí ra để cho con led thứ K tương ứng nó sáng. Sau đó thì sẽ xuất cái mã hiển thị. Thì cái mã hiển thị này tức là Y cộng K, tức là mình sẽ xuất cái mã của phần tử thứ Y, bắt đầu từ thứ Y, lần lượt xuất 8 phần tử bắt đầu từ thứ Y, phần tử thứ ví dụ đầu tiên thì mà Y bằng 0 thì mình sẽ xuất 8 cái mã này ra, tức là chữ H nó sẽ hiện tận cùng bên phải. Sau đó cái mã Y là 1 thì sẽ xuất cái mã này, đây 8 cái mã này, tức là được chữ HE. Và tương tự xuất lần lượt giá trị Y này tăng 13 lần là mình sẽ cái vòng chữ hello sẽ chạy được 13 lần đó. Thì sau đó mình sẽ delay, sau đó là tắt các cái led này để chống lem. Tiếp đến là chương trình chớp tắt thì đây mình cho vòng lặp for 3 lần tương ứng với chớp 3 lần. Thì đây cũng là một cái vòng lặp để mà mình thực hiện quét nhiều lần để mình có thể quan sát dễ hơn. Thì ở đây mình cho vòng lặp for biến K chạy từ 1 đến 6, tức là mình sẽ sử dụng con led thứ 1 đến con led thứ 6 đến con led thứ 5 và 5 con led ở giữa. Đây tức là con led này 1, 2, 3, 4, 5 là mình sẽ sử dụng chữ hello hiển thị trên 5 con led này.
Thì sau đó thì mình cũng xuất xuất cái mã vị trí K tương ứng để bật con led tương ứng lên. Và xuất cái mã hello 6 cộng K. Thì 6 cộng K này có nghĩa là cái phần trong cái mảng này thì phần tử chứa chữ hello là bắt đầu từ phần tử thứ 7. Nhưng mà cái K mình là bắt đầu từ 1, cho nên là mình sẽ cộng 6 cộng 1 là 7. Tức là đầu tiên ta ở đây là câu lệnh đầu tiên của vòng lặp, thì mình sẽ cho xuất chữ hello phần tử của mảng hello thứ 7. Đó, đây tương tự. Tương tự là vòng lặp này chạy 5 lần nè, thì sẽ lần lượt xuất ra chữ hello. Đó thì ở đây mình cũng tắt xong rồi delay. Thì tiếp theo là chương trình con mình đếm giây. Đếm giây thì mình cho vòng lặp chạy 60 lần. Tiếp theo là cái này là tăng số lần quét. Rồi thì cũng tương tự là mình cho for, vòng lặp for K chạy từ 0 tới 8 để lần lượt quét cái led. Thì mình đầu tiên mình sẽ xuất dữ liệu, xuất vị trí, xuất cái mã của vị trí thứ 7 trong cái mảng chúng ta, là để bật con led thứ 7, tức là con led tận cùng bên phải. Sau đó là sẽ xuất cái mã 7 đoạn của cái biến đếm y này chia lấy dư cho 10, tức là giá trị đơn vị của biến đếm y. Sau đó thì mình cũng delay và mình tắt led để chống lem. Tương tự như vậy thì mình bật con led ở vị trí thứ 6 này. Sau đó mình xuất giá trị hàng chục của biến đếm y, thì mình sẽ được hai số hàng chục và hàng đơn vị hiển thị ở hai con led cuối cùng bên phải. Rồi thì đó là ba chương trình con. Thì bây giờ mình vào chương trình chính. Chương trình chính thì mình sẽ set trích D và set trích C. Chọn cấu hình của bọc D và bọc C đều là ngõ ra. Ở đây mình đặt một cái cờ là lặp. Thì sau đó mình sẽ gọi ba cái chương trình con mình đã viết. Chương trình ba chương trình con này lần lượt thực hiện. Sau đó mình sẽ go to lặp để quay về cái nhãn lặp này và thực hiện lại ba chương trình con này. Thì đó là chương trình của mình. Và bây giờ mình sẽ mô phỏng. Nó đang đếm từ 0 lên 59. Đếm tới 59 rồi sẽ phòng lại và hiển thị chữ hello. Rồi. Thì bài tập của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi video.